Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn việc tiêm vaccine phòng COVID-19, mũi bổ sung và liều nhắc lại. Điểm mới của hướng dẫn này là Bộ Y tế cho phép tiêm liều thứ ba vào 3 tháng sau thay vì 6 tháng như hướng dẫn trước. Người đã mắc COVID-19 phải tiêm ngay sau khi khỏi bệnh mà không chờ 6 tháng. Hướng dẫn mới dựa theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước. Các địa phương quyết định nhóm tiêm phù hợp thực tế, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung, nhắc lại từ tháng 12, căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine.